Hệ thống liền hiện lên thông báo: "Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ bản ngẫu nhiên, thu được Hắc Vân Kỳ, thưởng 500 điểm." Hắc Vân Kỳ tích hợp cả công và phòng, bên trong còn có pháp trận có thể hấp thụ linh lực của trời đất để nuôi dưỡng bản thân, không tồi, không tồi. Điểm số này để tích lũy trước đã, đợi sau khi thu nhận được chu dịch làm đồ đệ rồi làm phiếu lớn. Giờ thì vẫn là nên tinh luyện Hắc Vân Kỳ trước đã. Một lát sau Lâm Phong đã tinh luyện thành công bản đồ Hắc Vân Địa Cung. Không ngờ Hắc Vân Kỳ lại có thể hiển thị bản đồ Hắc Vân Địa Cung không biết lấy sinh lực và hắc vân kỳ trao đổi lại rồi liệu có thể định vị được vị trí của bọn người chu dịch không ta lâm phong tra bản đồ thử thì bản đồ hiển thị ra những chấm nhỏ ra rồi này chu dịch với tiêu diêm tử sao lại có thể đi cùng nhau vậy chứ bên cạnh chúng nó liệu có phải còn có người khác không mẹ gì mà lắm người thế phải cấp tốc qua đó thôi lâm phong đi theo bản đồ đến nơi quan sát bọn họ từ đằng xa tìm thấy rồi bên đó mọi người đang nói chuyện xôn xao mới nhỏ thế này mà đã luyện khí đến bảy tầng rồi đúng là hạt sống tốt mà bạn nhỏ, em tên là gì?" Khứa Thạch Thiên Nghị đang ở cùng đám người này, cậu bé vui vẻ nói: "Chào các thúc, các ông ạ. À. Vãn bối Vu Ngô hữu lễ ạ. À. Người bên cạnh vị này là đường huynh của con, Vu Diễm." "Bạn nhỏ à, con họ Vu, lẽ nào là con cháu của dòng họ Vu thị của triều đình Đại Tần sao?" "Đúng rồi ạ, à, ông biết người nhà con sao?" Lâm Phong cảm thấy hài lòng với đứa đồ đệ này của mình, tiểu gia hỏa này cũng khá thông minh nó. Vương triều Đại Tần, một trong tứ đại gia tộc là Vu thị gia tộc, là bá chủ về thế lực. Người nhà Vu thị có thể không dễ để đối đầu a. À? Ha ha ha, như sấm bên tai, đáng tiếc a, à, không có duyên để gặp mặt. Các con sao lại ở đây thế? Thạch Thiên Hạo đáp, "Con với tộc huynh cùng nhau ra ngoài dung ngoạn. Xa xa nhìn thấy Sơn Động nên tiện đường vào đây xem thử ạ. À. Anh ngờ vào rồi lại không ra được, ông có thể dẫn bọn con ra ngoài được không ạ?" À? Một tên thuộc hạ liền ghé tai nói nhỏ, "Đoàn sứ giả bên Đại Tần thực ra mấy ngày trước đã đến kinh thành rồi, đứa trẻ này lẽ nào là đi cùng với các bậc trưởng bối đến đây?" "Không đúng, có vấn đề." "Tu luyện của ngươi là đạo pháp hệ lôi, nhưng tu luyện của Đường huynh ngươi lại là hệ hỏa." hơn nữa đạo pháp hệ thủy của nhà họ vu huyền minh quyết danh bất hư truyền hai người các ngươi vì sao lại không tu theo đạo pháp của gia tộc ăn nói hồ đồ nếu ngươi thật sự là hậu duệ chính gốc của nhà họ vu thì làm sao có thể bái một người làm vi sư chứ thạch thiên hạo đáp sư phụ mà ta bái truyền lại đạo pháp nào cho ta thì ta học cái đó chứ sao lúc này lâm phong đi ra và nói là vì sư phụ mà nó bái so với người nhà họ vu còn mạnh hơn tiêu diễm và thạch thiên hạo liền đứng ra bái kiến sư phụ ngay các hạ khẩu khí không nhỏ a dám hỏi là đạo cao nhân phương nào Lâm Phong không trả lời liền đi đến nói với Chu Dịch. Lúc trước không may để lỡ mất cơ duyên gặp mặt, thì ra con là con trai của Băng Vân, đã lớn thế này rồi. Người, người ấy thế mà lại biết mẫu thân của con sao? Bổn tọa lúc đó đến núi Thanh Dương chính là để đến phần mộ hỏi thăm cố nhân, vô tình gặp được người ở đó, nhưng đối mặt tương phùng lại không quen biết. Sau này khi hỏi lão tăng ở miếu đó mới biết con là con trai của Băng Vân. Con có thể thường xuyên nhớ đến đi tảo mộ mẫu thần con, thật sự là rất tốt mà. Thế nhân đều đã quên mất Mạnh Băng Vân là ai, nhưng dù sao cô ấy cũng để lại thế giới này một thứ quý báu nhất. Chu Dịch xúc động. Mặc dù không thường nghe mẫu thân nhắc đến đạo trưởng nhưng mẫu thân con đã qua đời nhiều năm như vậy mà đạo trưởng vẫn còn nhớ đến bà ấy. Chu Dịch ở đây xin thay mặt mẫu thân cảm tạ đạo trưởng. Lâm Phong nói trước, bổn tọa ngày trước từng đáp ứng mẫu thân của con rằng nếu con nguyện ý, bổn tọa sẽ thu nhận con làm đồ đệ. Sau đó, bổn tọa sẽ truyền lại đạo pháp cho con, giúp con đạo thượng tiên đồ, tư giao trường sinh. Chu Dịch, con có đồng ý không? Những người hầu gia liền nói, Chu công tử chọn ai làm vi sư, sau đi trên đạo lộ nào, trải qua kiểu cuộc sống nào, đã có hầu gia an bài đừng nói đến mạnh băng vân đã chết kia dù cô ta có còn sống đi nữa thì cũng chỉ là thê thiếp không có quyền can thiệp vào quyết định của hầu gia ngươi tính là cái gì hả ta khuyên ngươi nên mau chóng rời khỏi đây nếu không ngươi sẽ làm huyện kỳ hầu gia tức giận đó nếu vậy dù trời cao có rộng lớn đêm mấy cũng không có chỗ cho người dung thân đâu lâm phong tức giận trưởng ra những hạt xá lợi bay thẳng về phía hắn ta lúc bổn tọa đang nói chuyện với người khác thì im mùm lại chu hồng vũ dù có quan hệ huyết thống với chu dịch nhưng chưa từng làm tròn trách nhiệm nuôi dạy hắn chỉ biết dùng luật lệ phép tắc ràng buộc người khác thỏa mãn ham muốn của hắn không chế sao dục vọng như vậy chẳng qua chỉ là mang danh là một người cha người chồng chu dịch là con trai cố nhân của bổn tọa dù hôm nay hắn có bái ta làm sư hay không ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn người khác kìm hãm con đường phát triển của hắn con đường của đứa nhỏ này phải để tự hắn chọn lựa cuồng tín đáng chết tên kia cũng thi triển đạo pháp tạo ra những chiếc vòng chống trả chu dịch lo lắng cho lâm phong mau tránh ra lâm phong chắp hai tay lại vào nhau 24 chư thiên la hán trận mở La Hán xuất hiện sừng sững bên cạnh Lâm Phong. Những vòng tròn đan vào nhau lao vào trói lấy vị La Hán này của Lâm Phong. Hắn ta đắc ý, tường thế nào, cuối cùng cũng chỉ có vậy. La Hán bất ngờ túm lấy sợi dây năng lượng đó và kéo ra, ngã Phật tử bi. La Hán bùng nổ sức mạnh làm đứt tung sợi dây của hắn ta khiến hắn trọng thương. Giờ thì ai mới là chỉ có như vậy? Những tên còn lại quát, một người đấu ba người thì có gì mà đắc ý cơ chứ? Ở đây bọn ta có năm người, dễ dàng tiêu diệt mấy người La Hán của ngươi. Những vị La Hán còn lại cũng đồng loạt xuất hiện bên cạnh Lâm Phong bây giờ lại muốn tiêu diệt người la hán của ta sao không phải sợ đây vốn dĩ là một trận pháp thoát ra khỏi phạm vi trận pháp là được rồi năm người bọn họ hợp lực định thi triển ngũ hành trận pháp thì bị 24 bị la hán đấm cho bầm dập la hán trừng mắt chấn áp chư thiên chấn 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 những trường lực liên tiếp đánh ra phá tan ngũ hành trận pháp của năm người bọn họ ngươi sẽ phải trả giá tên này ném ra một lá bùa nhưng đã bị sức mạnh của những vị la hán này làm cháy tan tành mật báo sao đúng lúc đến họa thủy đông dẫn một bàn tay la hán từ trên trời đánh thẳng xuống khiến tên còn lại bẹp dí. Tiêu Diễm và Thạch Thiên hạo mặt đầy cảm thán, "Sư phụ, sư phụ lợi hại quá." Chu Dịch cũng đi đến cảm tạ Lâm Phong, đa tạ đạo sĩ giúp đỡ, cứu học trò thoát khỏi khó khăn. Học trò có một câu hỏi, hy vọng đạo sĩ giải thích cho học trò, "Ngươi cứ việc nói ra." "Dám hỏi trong lòng đạo sĩ, trên trời đất này, rốt cuộc đạo lý là lớn nhất hay sức mạnh là lớn nhất ạ?" À? Lâm Phong đáp, "Không có thực lực thì đạo lý của ngươi không thể nào mở rộng được." chỉ có thực lực mà không có đạo lý thì chỉ là bạo lực kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu mà thôi thiên hạ cái gì là to nhất sao kẻ có thực lực nói đạo lý đạo lý này là to nhất chu dịch nghe lâm phong nói như thế vội quỳ xuống bái sư theo như sư phụ nói có thực lực nói đạo lý mới là chính đạo mong sư phụ thu nhận học trò chu dịch nguyện tu luyện học đạo pháp học đạo lý ở chỗ sư phụ hệ thống tổ sư ra liền hiện lên thông báo tinh chúc mừng ký chủ thu nhận chu dịch đệ tử thứ ba thân truyền y bát tên chu dịch tuổi tác 15 tuổi lẻ ba tháng tu vi hiện tại đạo khí nhập thể sắp luyện khí tầng 1. thuộc tính tiềm tàng căn cốt 7, ngộ tính 9, tâm trí 8, phúc duyên 10. tiến cử phương pháp dạy đề nghị tu luyện đạo pháp hệ lôi hoặc đạo pháp phật giáo về một thần thông đề nghị chủ yếu cần triển khai phương hướng lấy pháp thuật làm chính trong tay ta nhiều pháp thuật thần thông hệ lôi như thế hay là truyền dạy hắn chính pháp cử tiêu lôi đình vậy song lâm phong giới thiệu đồ đệ của mình cho chu dịch đây là đại sư huynh tiêu diễm trước mắt cũng là trưởng môn đại đệ tử của vi sư đây là tiểu sư đệ thạch thiên hạo vô dĩ nó mới là đệ tử đầu tiên mà ta thu nhận nhưng rất lười tự nguyện làm tiểu sư đệ chu dịch bái kiến đại sư huynh sư đệ thiên hạo không cần đa lễ giữa sư huynh đệ đồng môn chúng ta không cần phải khách khí như thế thạch thiên hạo bái kiến nhị sư huynh người nói không với trước sau vật giả vi tiên so với vị tiểu huynh đệ này ta còn kém rất nhiều bắt buộc phải phấn đấu theo kịp sau đó vượt qua chi khi đó sư huynh mới có thể làm tấm gương tốt lâm phong lúc này nói với chu dịch vi sư hành tẩu thiên hạ sẽ không ở lại quá lâu ở đại chu con có dự định gì không cậu ta đáp Cố nhân nói, đọc 10.000 cuốn sách cũng không bằng đi 10.000 dặm, đệ tử nguyện ý theo sư phụ hành tẩu thiên hạ. Thi cử đệ tử năm nay sẽ không tham gia nữa, nhưng 3 năm sau, hy vọng sư phụ cho phép đệ tử quay về thành thiên KIVN. Đến rồi đến rồi, nhân vật chính quay trở về sau khi thành tài, cảnh một trưởng đánh chết người cha già đến rồi. Làm học trò của ta, chỉ cần tuân thủ quy tắc môn hạ của ta là được, vi sư từ trước đến nay không hề giới hạn tự do thân nhân của các con. Vẫn là câu nói đó, con đường của bản thân mình cần tự mình đi, việc của bản thân mình tự mình làm chủ. Đệ tử hiểu rồi ạ. À. Được rồi, chúng ta đi thôi sáng hôm sau lâm phong vội mở hệ thống lên để chuẩn bị rút thưởng xem xem lần rút thưởng lần này có thể mở ra vũ khí thần thông tốt nào không cứ để bọn họ tu luyện chiêu thức của các môn phái khác thật sự là không ổn lần này dùng xúc sắc rút đi nhìn phần thưởng từ rút thưởng xúc sắc lâm phong có chút suy ngẫm bích ba trưởng không đủ cao cấp lôi âm la hán quyền phẩm cực thấp là đạo pháp phật giáo không được không được cái thứ ba thần trưởng linh thiếu hàng nghìn năm trước trên tán tu linh thiếu con người thành danh thần thông võ thuật nhưng sau khi con người tạo hóa từ linh thiếu thì đã không được truyền cái này không tồi đâu quyết định là ngươi vậy lâm phong chọn xác nhận mở vòng quay tại sao cái mà ta muốn luôn không có được ai lại bốc phải hộp thần kỳ không biết lần này mở ra cái gì nữa lâm phong chọn mở chiếc hộp thần kỳ ra hệ thống bắt đầu thông báo những vật phẩm tên vật phẩm viêm hồn đang cửu chuyển loại đan dược miêu tả chi tiết cô động những tinh hoa lửa của đất trời rực cháy nhưng không khô tác dụng hiệu quả tốt đối với vết thương do giá rét khí lạnh vật phẩm thứ hai tên gọi thần thông là vô phóng phi kiếm loại vũ khí thần thông miêu tả chi tiết nghìn năm trước kiếm đạo bị truyền vô phương kiếm thành và phương kiếm thành đã trèo lên thục sơn khiêu chiến toàn thân trở về từ sau khi vô phương kiếm thành chết đi thì đã không được lưu truyền lại có một quyển thần thông võ thuật ta vẫn là rất thích đan dược này cũng không tệ tên vật phẩm là cây lăng huyền ngọc miêu tả chi tiết trong trời đất cây lăng huyền ngọc là một trong bốn loại cây thần còn có một cái lá sao lá cây lăng huyền ngọc ư lâm phong cầm chiếc lá trên tay ngẫm nghĩ là cây lăng huyền ngọc ta cần cái này để làm gì chứ cây lăng huyền ngọc đây không phải là luông dạ là bản thể của nữ yêu đó sao chợt có giọng nói từ đằng sau khiến lâm phong giật bắn người ngươi muốn cái đồ này cũng vô dụng không bằng tặng cho ta đi được không có giọng nói là từ kiếm của ta truyền ra lâm phong liền đưa tay lại thanh kiếm và bắt đầu cảm ứng chợt anh ta xuất hiện tại một nơi kỳ bí nào đó luông dạ cũng ở trong không gian đó thế nào có muốn cho ta hay không ngươi cuối cùng cũng chịu lên tiếng sao Yêu nữ này chẳng lẽ đã bám lên pháp khí của ta từ nửa năm trước ở Thạch thôn sao?" Luông Dạ ghé sát lại và nói với Lâm Phong, "Nhưng ta không nhìn thấu ngươi, tu vi của ngươi là gì? Lúc trước bổn tọa mềm lòng, tha chết cho ngươi, xem ra ta vẫn chưa dạy dỗ ngươi đủ. Vì dạy dỗ đủ rồi nên ta mới không có động thủ với ngươi. Bởi vì ta thật sự không nhìn thấu được ngươi. Tu vi của bổn tọa, sao ngươi có thể nhìn thấu chứ? Cho nên, ta không muốn làm phiền ngươi, mà là muốn thực hiện một giao dịch với ngươi. Ngươi hình như đang tìm kiếm đệ tử sao?" trong thấy người tư chất không tệ thì có ai mà không động lòng chứ bổn tọa cũng không ngoại lệ Ồ, như những đồ đệ của ngươi đều là viên ngọc thô nhưng ngươi vừa liếc mắt đã nhận ra chúng chẳng lẽ nàng ta đã phát hiện ra cái gì sao ngươi thu nhận đồ đệ là vì muốn khai sơn lập phái sao ta biết một chỗ hỗ trợ tu luyện nhưng vẫn không có chủ chắc có lẽ là ngươi cần không thể gấp không thể gấp chỉ như vậy thì làm sao thể khiến ta rung động chứ ngươi có việc gì cứ nói thẳng luôn dạ lấy ra một cây sáo phát sáng và nói tiếp ta dùng cây sáo này đổi lấy lá cây ta sẽ nói cho ngươi biết chỗ đó để ngươi tự mình đi kiểm tra như thế này ngươi sẽ không lỗ ngươi thấy sao hả lâm phong ngạc nhiên cái khí tức này là thái hư quan luông dạ nói tiếp đây chính là cây sáo mà yến minh nguyệt muốn tìm kiếm nhưng ta thực sự không biết nó quan trọng đến mức nào do dịch này ngươi có đồng ý không lâm phong thầm nghĩ chẳng lẽ yêu nữ này muốn lợi dụng ta kiềm chế yến minh nguyệt ngươi có tính toán của ngươi ta có kế hoạch của ta song anh ta liền hỏi có được lá của lang hoàng ngọc thụ ngươi sẽ làm gì luông dạ đáp yến minh nguyệt muốn trở lại thái hư quan ta cũng có chỗ muốn đến ta đã nói rồi ta không có ý định gây phiền phức cho ngươi vì tốt cho ngươi ngươi tốt nhất đừng có ý định đó giao dịch của ngươi ta đồng ý chúng ta thành giao mặc kệ cây sáo này có gì kỳ diệu bây giờ quan trọng nhất là phải đi tìm vị đồ đệ cuối cùng chỉ mong có thể thuận lợi hoàn thành nhất định sẽ thuận lợi mà phải không nhỉ chuyển cảnh về hầu phủ ở phía đông nam ở kinh thành đại chu hoàng tam thất bại lại còn có quan hệ với thứ cận bã của phật môn và đại tần có liên quan đến vu gia hầu gia lần này thật sự nổi giận hầu gia có lệnh thứ nhất tập hợp người đến chỗ bọn người hoàng tam mất tích nhất định phải tìm ra manh mối thứ hai đuổi giết người của liệt phong hội và những tên cận bã của đại lôi âm tự một tên cũng không tha thứ ba người theo ta đến trụ sở của sứ giả đại tần nhất định phải hỏi vu ra cho ra lẽ chuyện này hầu ra chỉ nói có hai chữ cha rõ chuyển cảnh sang quán trọ của đoàn sứ giả đại tần ở thành tây đào nhị tiên sinh đi thong thả bọn hắn cũng quá láo xược thuộc hạ mất tích lại đến tìm chúng ta rõ ràng là muốn vu oan giá họa lên đầu vu gia chúng ta chuyện này ngươi đi tra thử ta cũng muốn xem xem là ai to gan như vậy nghe nói thạch gia bên kia cũng không ổn có người muốn gây bất lợi với thạch thiên nghị nếu như ngươi không đủ mau chóng liên hệ với ta hai thời buổi rối loạn lúc này bên trong khu rừng có một tên hòa thượng đội nón lá nơi này có khí tức của xá lợi tử chắc là tuệ khổ đã ở đây còn đánh nhau với người khác xá lợi tử không có vấn đề gì vẫn ổn vẫn ổn tên khốn kiếp tuệ khổ này dám khi sư diệt tổ dám khinh thường trưởng bối trong sư môn nhất định phải đoạt lại xá lợi tử để an ủi cho linh hồn của trưởng bối mà cái tên khốn kiếp này bần tăng nhất định phải giết hắn thời gian thấm thoát thoi đưa như chó chạy ngoài đồng phút chốc đã ba tháng trôi qua lúc này thạch thiên nghị cùng với tiêu diễm đang hộ pháp giúp chu dịch tu luyện lâm phong cho một like liền không hổ là đệ tử của ta nhanh như vậy đã đột phá rồi nhưng mà tên đồ đệ cuối cùng chưa tìm ra mà thời gian của ta còn lại chưa tới một tháng thừa dịp bọn nhỏ đang tu luyện hay ta dùng hắc vân kỳ đi đến thành gần đây để tìm xem nhỉ song lâm phong đã dùng hắc vân kỳ đi tìm cả ngày trời thấm mệt mà vẫn không tìm thấy Đại Chu và đại tần ta đều tìm hết rồi, cũng không tìm được người phù hợp. Chẳng lẽ muốn ta đi tìm Tiêu chân nhi? Hay thôi đi về tìm bọn tiểu bất điểm vậy. Trật Hắc Vân Kỳ bay ngược chỉ về hướng bên này. Lâm Phong ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chợt Lâm Phong thấy một màn sáng lóe lên trước mắt mình. Hắc Vân Kỳ phá vỡ không gian đưa ta đến không gian dị giới sao? Xong Lâm Phong rơi xuống bừng tỉnh trên một vùng đất lạ. Chuyện gì đang xảy ra thế? Trong lúc vô tình ta bị cuốn vào không gian bên trong rồi sao? Chợt có một người đàn ông lạ mặt đi đến, ông ta hỏi Lâm Phong: lão phu là pháp bắc tử của huyền đạo tông ngươi là người phương nào lâm phong ngơ ngác huyền đạo tông sao tông môn của đại tần hoàng triều thì ra còn có cao thủ nguyên anh cảnh hệ thống phân tích hiện lên chi tiết tên tông môn huyền đạo tông vị trí tông môn nam cương của đại tần hoàng triều chi tiết là tông môn phái ở nam cương của đại tần hoàng triều trong môn tu vi cao nhất là cao thủ nguyên anh cảnh vị trí của sơn môn nằm gần với tinh la cổ vực ở phía nam đại tần là địa phận danh giới của thế giới nhân tộc và yêu tộc song lâm phong trả lời ông ta sơn giã tán tu đạo hữu có thể gọi bổn tọa là lâm đạo hửm nhìn đạo hữu hình như đang bị thương có đúng không không sai lão phu bị người khác làm cho bị thương ở chiến trường hư không phải bế quan tu luyện một thời gian lâm phong không biết chiến trường hư không là gì liền dùng hệ thống phân tích tên địa điểm chiến trường hư không vị trí không gian kỳ lạ độc lập với đại thế giới thiên nguyên ở bên ngoài chi tiết chiến trường hư không có rất nhiều tài nguyên tu luyện hiếm có của thiên nguyên đại thế giới nhưng bên trong loạn lạc thời gian phun trào không được ổn định vô cùng nguy hiểm ngay cả tu sĩ kim đan cảnh tiến vào bên trong cũng chưa chắc có thể sống sót để thoát ra lâm phong nhớ về những chuyện khi trước khi được nghe kể về cha mẹ của thạch thiên hạo ta nhớ hình như thôn trưởng của thạch thôn có nói qua cha mẹ của tiểu bất điểm mất tích là vì cứu viện ở nơi nguy hiểm của tổ phụ mới khiến cho tiểu bất điểm gặp nạn nơi nguy hiểm đó không biết có phải là hư không chiến trường không nghĩ xong lâm phong nói tiếp chiến trường hư không tuy có nguy hiểm nhưng thu hoạch chắc chắn không nhỏ ông ta có nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra tu vi của lâm phong được đâu chỉ là nguy hiểm đi vào chung với lão phụ lão tổ hoành nhạc phái còn không thể thoát ra kìa nếu không phải người đột nhiên xâm nhập vào hư không nhiễu loạn chỉ sợ lão phu cũng đã chết trong đó lâm phong liền lấy ra một lọ đan dược đưa cho ông ta đạo hữu bị băng hàn tổn thương bổn tọa tặng ngài cửu truyền viêm hồn đan hóa giải thương tích của băng hàn ông ta thắc mắc vì sao ngươi lại muốn cho lão phu bổn tọa muốn cho thì cho không có lý do gì ha 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 thì ra là lão phu suy nghĩ nhiều được lão phu nhận ân tình này của ngươi hoan nghênh ngươi bất kỳ lúc nào cũng có thể đến huyền đạo tông làm khách Xong lâm phong trở về gặp ba đồ đệ của mình vừa về thì thạch thiên hạo vui vẻ chạy ra đón sư phụ có chuyện gì mà vui thế ồ chu dịch thay áo mới à chu dịch đáp là đại sư huynh mua cho ta sư phụ chúng con nghe nói hoành nhạc phái ở gần đây mở của thu nhận môn đồ có người không thông qua khảo sát không thể vào sơn môn liền chạy đến núi tự tử hắn tự tử không lâu thì người của hoành nhạc phái cứu được phá lệ thu làm kỳ danh đệ tử lâm phong ngạc nhiên hỏi người mà các con vừa nhắc đến hiện tại đang ở đâu trong lòng thì đang mừng rỡ thích thú Tiểu tử này sao lại giống như số mệnh nhân vật chính như thế chứ? Sau khi nghe các đồ đệ mình kể thì Lâm Phong liền đến Hoành Nhạc phái để xem xét. Đại điển bái sư đã bắt đầu, chẳng lẽ tiểu tử mang số mệnh nhân vật chính kia sẽ vào Hoành Nhạc phái sao? Lúc này hệ thống tổ sư ra hiện lên thông báo: Phát hiện mục tiêu thích hợp trở thành thân truyền đệ tử. Có một thanh niên với mái tóc màu xanh đang bước từng bước đi lên trước sự chế nhạo của mọi người. Người này sao có thể? Quá mất mặt, muốn chết quá đi. Hệ thống hiện lên chi tiết của hắn ta: Tên: Uông Lâm Căn Cốt 5, Ngộ tính 10, Tâm trí 10, Phúc duyên 8. Tổng kết, thiên phú có khiếm khuyết nhưng tiềm năng phát triển cực lớn, đề nghị thu làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo nhất định có thể cống hiến cực lớn cho tông môn. Lâm Phong tỏ vẻ thích thú. Đậu mé, có hai chỉ số mắc. Đệ tử này ta nhất định phải nhận, nhất định phải nhận, nhất định phải nhận. Bên trong thì trưởng lão của Hoành Nhạc phái đã thông báo cho các tu sĩ. Từ nay về sau, các ngươi chính là đệ tử của Hoành Nhạc phái. Đệ tử ghi nhớ trưởng môn dạy bảo. Hệ thống hiện lên thông báo tiếp. Đối tượng phù hợp tiêu chuẩn nhưng đã bái người khác làm thầy. Cần giải trừ được mối quan hệ này thì mới có thể trở thành đệ tử thân truyền của ký chủ không lâu sau lâm phong theo chân uông lâm lén lút quan sát tại chỗ ở của ký danh đệ tử hoành nhạc phái không có việc gì vừa rồi chỉ là việc ngoài ý muốn tên đồ đệ uông lâm này nhất định phải là của ta phía bên trong phòng thì các đồng môn đang cười cợt xem thường uông lâm tên này dùng cách uy hiếp để gia nhập hoành nhạc phái chắc chắn là sư trưởng sẽ ghét bỏ đồng môn sẽ xem thường lòng thương cảm sẽ không có uông lâm loại người như ngươi quả thật là nổi sỉ nhục của hoành nhạc phái hhh hát hát hát. người có bản lĩnh thì tự sát lần nữa xem như vậy thì ta sẽ có cơ hội rất lớn nếu như ngươi có thể tự sát để qua được khảo sát nội môn thì ngươi mới thật sự có bản lĩnh Chỉ bới xong bọn chúng rời đi thật xui xẻo làm sao ta có thể làm đồng môn với loại người này chứ về sau ta sẽ cho hắn biết tay uông lâm ánh mắt buồn nhớ về cha mẹ chợt có tiếng nói từ đâu phát ra trong hoàn cảnh này ngươi không thể thành tiên nhân được uông lâm thất thần trả lời ta nhất định trở thành tiên nhân xong quay sang thì thấy lâm phong bước vào uông lâm liền hỏi ngươi là ai lâm phong nói ngươi ở trong sư môn này chỉ bị sai làm công việc vặt sao có thể tu hành chứ tiên phú so với người thường đã trên lệch rất lớn bây giờ tốc độ tu hành còn chậm hơn sao có thể thành công tiên trưởng ngài có ý gì lâm phong hỏi uông lâm ngươi có bằng lòng rời hoành nhạc phái tham gia môn hạ của bổn tọa không bổn tọa sẽ dốc lòng dạy bảo ngươi ta sẽ mang tất cả thần thông và đạo pháp truyền thụ cho ngươi ngươi cứ suy nghĩ kỹ rồi hãy đi tìm ta nhìn uông lâm có vẻ dè chừng không nói lâm phong thầm nhủ hắn để phòng ta sao tiểu tử này phúc duyên tận 8 điểm chắc có thể nhận được bảo bối gì hay ho nhi thật không thể tưởng tượng nổi không sao, nếu ngươi nguyện ý, bổn tọa chấn nhỏ dưới chân núi đợi ngươi 20 ngày. Nếu ngươi nghĩ thông suốt, hãy đến tìm ta." Nói xong Lâm Phong biến mất. Uông Lâm nói thầm, "Là ta quá đa nghi sao chứ? Chẳng lẽ hắn không nhắm đến bảo bối của ta à?" Lâm Phong rời đi lòng đầy suy nghĩ. Vừa rồi bộ dạng phòng bị của Uông Lâm chắc chắn là sợ ta đoạt đầu của hắn. Nói không chừng tiểu tử kia đã có pháp khí siêu thần hoặc có lão gia gia tương trợ đi con đường nghịch thiên riêng của mình. Chợt Lâm Phong phát hiện ra có hai tên đệ tử khả nghi liền nấp sang một bên nghe lén linh khí ở hoành nhạc sơn này quả nhiên nồng đậm hơn ở sơn môn của chúng ta rất thích hợp để tu luyện không bao lâu sau nơi này chính là địa bàn của huyền đạo tông chúng ta rồi lâm phong vui sướng huyền đạo tông sao bọn chúng vừa đi vừa nói lão tổ pháp bắc tử của chúng ta bình an vô sự trở về lão tổ hoành nhạc phái của bọn hắn lại chết tại chiến trường hư không tất cả đều là ý trời sơn môn động phù có tốt đến mức nào không có cường giả bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phải dọn nhà lâm phong như nghĩ ra được kế sách gì đó trời không tuyệt đường người lần này thì dễ rồi Ba hôm sau, Lâm Phong đang tu luyện bên trong phòng. Tinh khí trong Thiên Lôi Ngọc Phách đã dùng hết rồi, tu luyện thì bị chậm lại nhưng tu luyện dần dần cũng có thể giúp ta sử dụng thuần thục pháp lực. Không lâu sau, cuối cùng thành công rồi. Hệ thống liền hiện lên thông báo. Chúc mừng ký chủ đã thông tất cả 12 huyệt khiếu, đạt được đỉnh phong của tu luyện cảnh giới đại viên mãn 12 tầng. Cho dù anh đây bắt đầu tu luyện từ tầng 4 nhưng chưa đến một năm thì đã đạt được cảnh giới như vậy rồi, không lẽ ta là thiên tài sao? Chợt có tiếng gõ cửa cộc cộc từ bên ngoài. Sư phụ, thầy có ở trong đấy không? Đệ tử có câu hỏi muốn hỏi ạ. Lâm Phong nói: "Vào đi." Lúc này giả vờ trước mặt đồ đệ một lần mới được. Ba đồ đệ của Lâm Phong cùng đi vào, anh ta liền hỏi: "Các con tu luyện thế nào rồi hả? Có chỗ không hiểu nào sao?" Tiêu Diễm nói trước: "Tối qua đồ đệ suy nghĩ ra một môn võ đạo, muốn mời sư phụ đưa ra ý kiến. Ngoài ra, binh cảnh cảnh giới đạo pháp của đồ đệ được mở rộng, đồ đệ muốn đột phá ạ." Chu Dịch đi lên nói tiếp: "Ngày hôm qua đệ tử tình cờ phát hiện ra một bông hoa lạ, đặc biệt mang về cho sư phụ giải quyết." Thạch Thiên Hạo cũng ngây thơ lên báo: "Sư phụ, sư phụ" đồ đệ đã đột phá tu luyện đến tầng thứ 10 rồi. Hi hi, con cũng không biết sao lại có thể đột phá được. Lâm Phong thu lấy bông hoa trên tay Chu Dịch và dùng hệ thống phân tích. Tên sản phẩm: Tam Điệp U Lan. Loại: Thực vật. Chi tiết: Tụ thiên địa linh khí. Tác dụng: Thành phần chính của phá hương đan. Thật không muốn bôi nhọ mười thuộc tính phúc duyên của ngươi mà. Song Lâm Phong dặn dò ba đồ đệ của mình. Hụ hụ, các con đã lĩnh hội được tu luyện, vi sư cảm thấy thật vui mừng, nhưng tu luyện không phải một ngày là thành công, hãy nhờ kiên trì bền bỉ, quay về nghỉ ngơi đi. Xin ghi nhớ lời sư phụ chỉ dạy lâm phong thầm nhủ làm sư phụ làm sao lại có thể thua đồ đệ được cần phải tăng nhanh trúc cơ trúc cơ lại gọi là trúc tự đạo cơ chia làm ba tầng thời kỳ trước trúc cơ tu sĩ mở ra khí hải pháp lực tốt hơn nhiều so với tu sĩ thời kỳ tu luyện trong giữa kỳ trúc cơ là linh đài trúc kiến linh đài có chín phẩm linh đài nhất phẩm là tốt nhất linh đài chín phẩm là tốt thứ hai sau kỳ trúc cơ sau đó tu luyện đan đỉnh trên linh đài cũng là phần quan trọng nhất của kỳ trúc cơ bởi vì chất lượng của đan đỉnh không chỉ quyết định đến sự thành bại của tu sĩ khi kết đan mà còn quyết định về sau có thể tác động đến cảnh giới cao hơn của kỳ kim đan lâm phong ngẫm nghĩ năm đó tiểu bất điểm bị tai bay và gió chính vì khí hải trời sinh của hắn lập lên linh đài nhất phẩm còn lớn mạnh hơn cả linh đài trí tôn trên linh đài trí tôn lập lên đan đỉnh trí tôn chỗ của kết kim đan tất nhiên là chỗ tốt nhất đừng nói là kỳ kim đan nguyên anh thậm chí đến nguyên thân đều là kỳ đại đạo căn cốt của tiểu bất điểm vẫn còn là mãn trị mười nhật trúc cơ của hắn mở khí hải có thể đạt đến một tầng linh đài trí tôn không nhỉ nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ của chủ tuyến không biết ta còn mạng không nữa bốn đồ đệ của ta còn chưa đến tay cũng không biết lúc nào thì huyền đạo tông kia đến phái hoành nhạc phá quán nữa nghe nói phái hoành nhạc này và huyền đạo tông có vị trí gần nhau hai môn phái lại càng hỗ trợ lẫn nhau cùng nhau chống lại thế lực bên ngoài và yêu tộc xâm phạm mặc dù vì tu luyện bảo địa nhưng hai môn phái tốt xấu gì cũng tình hữu nghị có lẽ thủ đoạn của huyền đại tông sẽ ôn hòa hơn sao lâm phong cay cú cho nên không lẽ bọn họ hai ba tháng sau mới đến chứ đậu mé lúc đó có ở nghĩa trang đều cao ba mét rồi xem ra không thể chỉ đợi huyền đạo tông kia gây chuyện còn phải chuẩn bị tốt cả việc lên núi cướp người nữa chỉ có điều này không chỉ đắc tội với phái hành nhạc mà còn cạnh tranh công việc với uông lâm của kim đại thối nữa hiện tại ta bắt buộc phải dùng tất cả những năng lượng có ích chợt lâm phong nghĩ ra được sáng kiến gì đó có rồi lâm phong lấy chiếc nhẫn lúc trước tiêu diễm đưa cho ra chỉ có thể dựa vào những luyện pháp ấn thiên lung suýt chút nữa thì quên mất cô ta bên trong chiếc nhẫn thì tiểu nha đầu thao thiết đang ngồi nhủ một mình đói chết mất đói quá đi nuốt ta lại là được rồi tốt xấu gì thì cũng cho ta ăn chút gì đó chứ xong thấy lâm phong và liền bật dậy cho nên ngươi đến làm gì hả lâm phong cười nói thời gian chúng ta quen biết nhau cũng không ngắn không biết nên xưng hô với ngươi thế nào đó hở gì sao ta lại phải nói cho ngươi biết chứ có lợi chứ như là đồ ăn chẳng hạn tiểu nha đầu thao thiết hai mắt sáng rỡ thật sao thật chứ có điều muốn nhắc nhở ngươi trước là bắt buộc phải nói sự thật nếu như lừa gạt ta thì ngươi biết hậu quả rồi đó ta tên là thôn thôn ta đã nói cho ngươi biết rồi có đồ ăn không lâm phong ném cho tiểu nha đầu này một viên đan dược này ăn đi ít quá đi còn không kính kẻ răng nữa lâm phong hỏi thôn thôn kiếm quang của lão đầu kiếm tông nhiệt hóa lần trước có đủ không thôn thôn cây cú ngươi lại muốn lừa ta làm tiến bài cho ngươi sao nhưng không dùng phương pháp này cái bụng nhỏ của ngươi lại đói bụng ngươi cũng không muốn bị chết đói đúng không hả được được rồi ta đồng ý với ngươi lâm phong vui vừng bước ra khỏi phòng lần này có người giúp rồi chợt thấy đám đồ đệ nhìn lên bầu trời phát hiện ra sinh vật to lớn gì đó con rết to vừa nãy đi hướng nào vậy a à, phía trên hình như có người đoán chừng con rết này dài khoảng trăm mét lâm phong ngưng ngác hướng đó là chỗ của phái hành nhạc không lẽ người của huyền đạo tông đã đến sao lâm phong liền đuổi theo con rết khổng lồ đó tới dưới chân núi hành nhạc quả nhiên là đến núi hành nhạc có lẽ là cuộc so tài của bên huyền đạo tông sắp bắt đầu rồi đồ đệ tiểu uông đợi vi sư đến tìm con lâm phong háo hức chạy đi không lâu sau tại cổng môn phái huyền đạo tông thì có rất nhiều người đã đến đạo hữu lần này hành nhạc các người xuất hiện không ít mầm giống có tiềm năng làm gì có đâu đạo hữu từ xa mới tới mời vào nghỉ ngơi trước không cần sự việc không thể chậm trễ chúng ta bắt đầu thi đấu luôn đi lâm phong đã đến và đang nghe ngóng bên ngoài nôn nóng như vậy xem ra huyền đạo tông nắm chắc phần thắng trong tay rồi hai bên tông môn bắt đầu lên võ đài giao chiến nhìn uông lâm bên dưới lâm phong thầm nhủ mấy ngày không gặp tên tiểu tử này đã bái sư rồi sao hơn nữa đã lại có dấu hiệu của dẫn khí vào cơ thể nữa không người này trình độ cũng chỉ là 8 tầng luyện khí xem ra uông lâm này có được cuộc gặp gỡ bất ngờ nào đó rồi trên võ đài thì lúc này tên đệ tử áo xanh của huyền nhạc tông đã chiến thắng chậm quá đi đệ tử của môn phái hành nhạc các người cùng lên hết đi một mình ta có thể chấp hết hai vị trưởng lão ngồi trên tức giận lại kiêu ngạo như vậy điều này không đúng với quy tắc trưởng lão huyền đạo tông đắc ý Hừ, lần này chúng tôi chính là dùng một người để phân thắng thua nếu như trong đệ tử của môn phái hành nhạc người nào có thể kiên trì thắng trong 10 giây thì coi như môn phái hành nhạc thắng ông ta nói tiếp có điều phải thêm vật ban tặng nếu như huyền đạo tông các người thắng tông môn của ta sẽ được thời hạn sử dụng 500 năm của núi hành nhạc các người đến rồi đến rồi ác bá bắt đầu giành đất rồi Trưởng lão hành nhạc tức giận quát, "Đạo hữu, các ngươi đang đùa sao? Ngươi cho rằng đệ tử kia một mình thật sự có thể thắng được tất cả các đệ tử môn phái hành nhạc sao?" Tên trưởng lão Huyền nhạc tông kia ra lệnh cho tên đệ tử trên lôi đài tháo lá bùa ra đi. Tên đệ tử này liền tháo lá bùa này ra, một sức mạnh to lớn bộc phát ra khiến mọi người kinh ngạc. Cái gì? Hắn ta trong chốc lát tu vi lại tăng lên luyện khí đại viên mãn. Lá bùa trong tay hắn là tu sĩ kỳ nguyên anh mới có thể tạo ra. Lẽ nào tổ tiên bọn họ quay lại rồi sao? Đúng vậy, tổ tiên pháp bắc tử của Huyền đạo tông ta từ trận chiến hư không quay về rồi. Ngài quay về mang theo tin tức, hai vị tổ tiên của môn phái Hành Nhạc các ngươi đều đã mất rồi. Xét về tình nghĩa năm xưa, Huyền đạo tông sẽ không cưỡng đoạt, chính là muốn thông qua cuộc thi đấu quyết định thuộc về núi Hành Nhạc. Nếu như không có ai lên thì Huyền đạo tông chúng ta sẽ thắng. Đám đệ tử Hành Nhạc tông bên dưới lo lắng. Đệ tử có tụ vi cao nhất trong chúng ta mới luyện khí đến tầng 10, sao có thể đánh bại hắn được? Trận này thua rồi. Lâm Phong cười thầm nếu như ta không tặng thuốc giúp huyền đạo tông đến cửa thì trận so tài này có lẽ sẽ trở thành chỗ khắc phục khó khăn của diễn viên chính uông lâm đáng tiếc đáng tiếc lắm trọng tài trên võ đài hô lớn nếu đã không có người nghiên chiến trận so tài này người thắng sẽ là huyền đạo tông ta chờ sấm chớp từ đâu nổi lên dữ dội pháp bắc tử xuất hiện ông ta nói lão phu pháp bắc tử tất cả đệ tử của môn phái hành nhạc đều lên cho lão phu núi hành nhạc này đã là địa bàn của huyền đạo tông ta hai tên trưởng lão hốt hoảng liền thi triển trận pháp thật đáng hận bọn họ có chuẩn bị mới tới nhanh mở đại trận bảo vệ núi. Ha, không biết tự lượng sức mình. Pháp Bắc Tử đưa tay lên sử dụng thần thông. Một quả núi siêu to khổng lồ lao thẳng xuống từ phía bầu trời. Ông ta hô lớn, phá vỡ. Ngọn núi lớn đó đâm thẳng vào đại trận hộ tông của hành nhạc tông ầm ầm. Pháp Bắc Tử nghiêm túc nói tiếp, ta nói lại một lần nữa, ngoài người ra thì bất kỳ đồ gì cũng không được mang đi. Còn dài dòng, lão phụ ta không để ý đến việc diệt hết môn phái hành nhạc đâu. Ngoài ra, Huyền Đạo Tông ta tuyển đồ đệ ngay tại đây, người nào có ý muốn ở lại đây đều được đám đệ tử nghe thấy thế liền xì xào thảo luận cái này hay là gia nhập vào huyền đạo tông nhỉ đúng vậy môn phái hành nhạc đến bảo vệ địa bàn cũng không bảo vệ được còn ở lại đây làm gì chứ đi thôi đi thôi lâm phong đang chú ý quan sát pháp bắc từ này trực tiếp tìm người có căn cơ tiếp theo xem uông lâm lựa chọn thế nào ít lâm vẫn lựa chọn đi theo môn phái hành nhạc chứ không rời bỏ lâm phong cảm thán chỉ có ngần ấy người à đi thôi uông lâm cũng có tình nghĩa đấy lại không rời bỏ môn phái hành nhạc đến đâu cũng không có khác biệt gì đồ đệ của ta ở đâu thì ta ở đó đám người của hành nhạc tông đã rời xuống núi huyền đạo tông kia thật là không ra cái gì cả chỉ là thổ phỉ mà thôi có một tên đồ đệ tử nội môn cầm thùng nước đến và sai uông lâm ngươi đi đến bên kia lấy ít nước về đây uông lâm cầm thùng nước vừa rời đi thì tên sư phụ của hắn ta cười gian xảo lâm phong liền nghĩ ồ sư phụ này xem ra không phải loại tốt đẹp gì ông ta liền đi theo dõi uông lâm và lâm phong đang theo dõi cả hai từ đằng sau tình hình hiện tại chính là cái gọi là bọ ngựa bắt ve sao Uông Lâm cầm thùng nước đến bên bờ sông và lấy ra viên chân châu ngẫm nghĩ. Chân châu nhật được từ dưới vách núi, lại có thể thay ta trị thương lại giúp tu luyện của ta. Ta không được để người khác biết được bí mật này. Lẽ nào nó chính là chìa khóa thay đổi vận mệnh của ta sao? Tên sư phụ của Uông Lâm đi ra và nói: Đồ đệ ngoan, đưa viên chân châu đá đó cho ta xem. Uông Lâm vội giấu đi và đáp: Sư phụ, chỉ là một viên chân châu bình thường, đồ đệ nhật để chơi thôi ạ. À? Ông ta lúc này dùng chân đá ngã Uông Lâm quát: Tư chất của ngươi kém như vậy, lại có thể dẫn khí vào trong cơ thể, chắc chắn có đồ vật tốt gì đó lâm phong bên này chuẩn bị khởi động chiến làm tốt lắm là lúc sư phụ chính hãng ta ra tay rồi viên chân châu đá đó chợt phát ra một luồng khói màu đen kỳ dị một ông lão xuất hiện ra trước mặt bọn họ uông lâm kinh ngạc đây đây là lâm phong cay cú mẹ nó ngươi thật sự có ông nội cố sao khứa sư phụ kia thi triển ra những đóm năng lượng màu xanh và bắn về phía ông ta cô hồn đã quỷ từ đâu đến lại điên cuồng ngang ngược ở đây hả chờ chết đi lão ta đứng im không nói gì và đưa tay của mình ra ngưng tụ một vòng xoáy năng lượng bóng tối nuốt chửng những tia năng lượng kia không biết tự lượng sức mình. Tên sư phụ của Uông Lâm, đợi chút, ngươi cần dùng tâm thần khai thông Hoàng Tuyền Châu trong tay ngươi để thu hút năng lượng của nó. Đồng thời lão phu sẽ mở thức hải của ngươi, lão phu liên quán đỉnh ngươi. Tiến hành cùng lúc, năng lượng hai bên kết hợp lại, ngay sau đó giúp ngươi thay ra đổi thịt. Uông Lâm chợt hỏi lão ta, tiền bối, tại sao muốn giúp tôi? Lão phụ đại từ đại bi giúp ngươi lần này, ngươi lại phòng bị sao? Cảm ơn ý tốt của tiền bối, nhưng vẫn là không làm phiền tiền bối nữa, vẫn mong tiền bối đưa tôi trở về. Tên tiểu tử phụ lòng tốt của người khác, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? vô công không muốn thụ lộc vãn bối thiên chất ngu ngốc tu vi thấp kém sợ không có cách nào báo đáp đại ân của tiền bối đây là không thể tùy theo ngươi rồi lão ta trưởng một luồng năng lượng quỷ dị đó về phía uông lâm những luồng khói đen đó tỏa ra bao vây xung quanh uông lâm lại lão ta nói vốn dĩ muốn tiết kiệm thời gian tiểu tử nhà ngươi lại không biết tốt xấu lão phu chỉ có thể lại tốn thêm chút sức uông lâm lúc này đã dần dần mất đi sức lực không không được ngủ có cách gì có thể bảo vệ ta mặc dù lão quỷ này hiện thân từ hoàng tuyền châu nhưng hình như không có cách khu động hoàng tuyền châu sao Uông Lâm cầm viên chân châu đá kia lên và nghĩ, cầu xin người Hoàng Tuyền Châu trả lời ta đi. Viên Hoàng Tuyền Châu đó lúc này lóe lên một ánh sáng kỳ diệu giúp Uông Lâm xua tan đi hết những năng lượng quỷ dị kia. Lão ma đầu sững sốt, chết rồi. Bó mật của lão phu bị tên tiểu tử này phát hiện rồi. Năm đó sau trận chiến đó, thân xác của lão phu bị tàn phá, thân hồn trọng thương, chỉ có thể nương tựa vào trong Hoàng Tuyền Châu. Vô dĩ muốn mượn luyện hóa Hoàng Tuyền Châu, suýt chút nữa thì bị nó luyện hóa, Lúc mà tên tiểu tử này nhặt được viên châu này, miệng vết thương ở trên tay có máu chảy ra ở phía trên, vô ý máu tế vào vật bảo này. May là tu vi của hắn quá thấp không thể hoàn toàn điều khiển viên châu này. Nếu có thể thủ xá tên tiểu tử này, lão phu lại lần nữa có thể đạt được một phần thân xác, càng có thể hoàn toàn luyện hóa được viên châu này. Suy nghĩ xong thì lão ta tiếp tục thi triển ra những luồng khói đen quỷ dị đó tấn công Uông Lâm tiếp. Lâm Phong bên ngoài bắt đầu nghiêm túc, thì ra không phải là ông nội cô, là nhân vật phản diện. Dám bắt nạt đồ đệ của ta sao? Dám mạo hiểm làm liều uông lâm đã cảm thấy cơ thể mình dần dần không ổn lạnh quá lạnh quá đi cha mẹ con sắp chết rồi sao con bất hiếu không thể quay về thăm hai người nữa lúc đó nếu như đi cùng đạo trưởng đó có phải là sẽ không có tai họa ngày hôm nay chợt có một giọng nói vang lên bên tai uông lâm lão quỷ quốc khỏi cho bổn tọa tránh xa đệ tử của bổn tọa ra hình ảnh của lâm phong dần dần xuất hiện trước ánh mắt mờ mờ của uông lâm lâm phong dùng pháp lực phân tán những luồng khói đen quỷ dị kia và đỡ uông lâm nằm xuống lâm phong quay lại ánh mắt sắt lạnh đầy sắc khí nhìn lão ma đầu kia nói lão quỷ, lập tức cút khỏi, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Dám phá hỏng chuyện tốt của lão phu, là ngươi tự tìm cái chết. Ông ta cây cú chắp hai tay lại và niệm pháp lực tạo ra vô số những oan hồn đang gào góc. Cho ngươi mở mang kiến thức thuật bách quỷ dạ hành của lão phu. Lão quỷ này chỉ còn sót lại một tàn hồn, thực lực cũng gần bằng với trúc cơ đỉnh phong, nếu như hắn hồi phục đến thời kỳ hương thịnh thì khủng bố như thế nào. Ngày hôm nay lại kết thù với kẻ địch này thì nhất định không thể giữ lại hậu họa. Lâm Phong ném những viên xá lợi ra về phía những oán hồn kia. Tặc ngốc của Phật giáo lão phu ghét nhất chính là hòa thượng đám oan hồn gào khóc đồng loạt xông lên tấn công lâm phong những điểm sáng màu đỏ kia phát ra của ngày trước thì ra là mắt của bọn họ đây không phải là tôn tiểu trụ kia vừa mới bị tư không nam giết chết sao lão ma đầu kia đắc ý tiểu xúc sinh đến lượt lão phu giết ngươi chính là biến ngươi thành một trong những người trong bọn họ mãi mãi nghe theo lão phu lâm phong cười cái nhẹ ngươi đây thật là trước cửa lỗ ban cầm búa lớn nghịch đại đạo trước mặt quan công rồi xong đưa tay búng một cái bắc một luồng ánh sáng uy lực khủng khiếp dần dần hiện lên năng lượng quỷ dị của lão ta dần dần phân tán cái cái gì chứ hai mươi chư thiên la háng uy lực xuất hiện lâm phong nói với lão ta ngươi vừa nói đối phó với ai cơ vậy thì chúng ta bắt đầu thôi hai mươi vị chư thiên la hán của lâm phong đồng loạt tấn công đám oan hồn kia chẳng mấy chốc bọn chúng đã bị đánh nằm dẹp lão ma đầu đứng lặng người ác quỷ của ta nếu không phải do ta bị thương nặng sợ rằng bây giờ đã tu luyện đến trúc cơ giết tên khốn này như giết một con chó nếu ngươi rơi vào tay lão phu ta nhất định sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán tiếc cho lão quỹ yêu nghiệt nhà ngươi lại gặp phải khắc tinh là ta Lâm Phong chấp hai bàn tay lại và niệm thần thông cửu tiêu thiên chính pháp, cuồng lôi điện nhẫn ngưng tụ năng lượng lôi điện tạo thành một thanh đao lớn và chém thẳng xuống về phía lão ta. Lão quỷ, chết đi! Không, thanh đao khủng bố đó chém quẹt ngang qua chấn động kinh hồn trực tiếp chém đứt tàn hồn của lão ma đầu kia thành hai mảnh. Lão ma đầu kia liền nghĩ, không thể làm liều được, bằng không cái mạng già này sẽ chôn vùi ở đây mất. Lão ta liền hóa thành làn khói đen dung nhập vào viên hoàng tuyền châu trên tay của Uông Lâm. Lâm Phong liền truyền pháp lực của mình vào trong viên châu đó và tiến đến nhặt lên không ngờ hồn vía của lão già yêu nghiệt này lại hồi phục nhanh như vậy lão ma đầu bên trong viên châu nói vọng ra tiểu tử ngươi muốn kiêu ngạo kiểu nào cũng được chỉ cần lão phu còn trong viên ngọc hoàng tuyền châu này ngươi sẽ không giết được ta đâu sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm ngươi tính sổ chúng ta cứ chờ xem ai sẽ là người cười cuối cùng không cần phải hỏi kẻ cười cuối cùng dĩ nhiên sẽ là ta lâm phong lập tức thi triển phép thuật thiên lộng chú ấn lên viên hoàng tuyền châu này ngay a ngươi muốn làm gì lão ma đầu hốt hoảng làm sao ngươi cắt được liên hệ giữa ta với ngọc hoàng tuyền chứ đây đây là thiên lộng chú ấn của thái hư quán mà sao ngươi lại biết được pháp thuật bí truyền của thái hư quan ngươi đâu có tư luyện đạo pháp phật môn đâu lão quỷ đã bị phong ấn uông lâm có lẽ cũng sắp tỉnh lại lâm phong truyền pháp lực vào người cho uông lâm nhưng hắn ta vẫn không tỉnh lại cho dù ta có dùng pháp lực kích thích cỡ nào hắn cũng không có phản ứng gì cả con mợ nó thân hồn của hắn cũng mắc kẹt trong viên châu này nhất định phải nhanh chóng đem thần hồn của hắn ra ngoài hắn ta không có tu vi đạo pháp thần hồn xuất khiếu quá lâu có thể sẽ không trở về cơ thể được nữa đầu tiên phải liên hệ cho ba tên đồ đệ đã Lâm Phong bóp vỡ ngọc truyền âm để kích hoạt truyền âm cho ba đồ đệ còn lại của mình. "Sư phụ, có chuyện gì vậy ạ?" À? "Hôm nay ta có một chuyện muốn bàn, ngươi có muốn có thêm sư đệ không?" "Có thêm sư đệ à, bao giờ sư đệ đến ạ?" À? "Ta cũng chưa xác định, khoảng thời gian này ngươi hãy chăm sóc tốt thằng nhóc con kia với Chu Dịch dùng ta, kiên nhẫn đợi sư phụ về." "Sư phụ yên tâm, tụi con chờ người quay về." Lâm Phong dùng linh lực cảm nhận bên trong Ngọc Hoàng Tuyền, thật là nguồn linh lực dồi dào. Lão ma đầu đang giam giữ bên trong trận pháp Thiên Lộng chú ấn của Lâm Phong. Ngươi tưởng rằng dùng Thiên Lộng chú ấn nhốt lão phu thì mọi chuyện sẽ thuận lợi sao? Hoàn toàn ngược lại, cái ấn chú Thiên Lộng này đã cho lão phu nhìn thấu tu vi thâm sâu của ngươi. Không ngờ rằng lại là thằng nhãi con bậc luyện khí, bây giờ lão phu sẽ phá vỡ phong ấn ngay lập tức, nhốt thần hồn của ngươi xuống bình. Lâm Phong lúc này xuất hiện đầy ánh hào quang. Trước khi làm được điều đó, ta đã đem ngươi đi làm gỏi rồi. Lão ma đầu hỏi Lâm Phong, có thể hiển lộ pháp lực bên trong viên ngọc hoàng tuyền này. Ngươi đã đem xá lợi Phật môn luyện chế thành món pháp khí gì? Anh ta đáp Lão quỷ, hôm nay ta sẽ để Phật Quang đại trận này luyện hóa độ cho ngươi." Chuyển cảnh về phía ba đồ đệ của Lâm Phong trong quán trọ nào đó thì Tiêu Diễm nói chuyện này cho hai sư đệ của mình. "Mọi chuyện là như vậy, trước khi sư phụ trở về, chúng ta sẽ ở lại khách điếm này chờ người." "Đại sư huynh, chúng ta ở trong này đợi thì chán lắm luôn ấy. Vậy chúng ta đi tìm sư phụ. Chúng ta đi dạo chơi phiên trong thành đi ạ, đi xem thử có cây kiếm nào tốt không để muốn mua một cây." "Ta cũng muốn mua một thanh kiếm." "Đúng rồi, chúng ta mua cho sư phụ một chút đồ vật đi, coi như là lễ gặp mặt." được rồi vậy chúng ta đi thư giãn một chút thế là ba sư huynh đệ bọn họ đi vào trong thành và mua đồ đã mua được đồ rồi kế tiếp chúng ta đi đâu đây chợt tiêu diễm thấy một tiệm bán binh khí của ông lão đằng trước đi qua đi lại đừng nên đi nhầm cây kiếm này đại sư huynh huynh nhìn chúng cây kiếm này sao ta cảm thấy hình như ta với nó có liên hệ mượn lời sự phụ thường nói hẳn là ta với vật ấy có duyên chăng đi xem thử đi xem thử xong ba huynh đệ bọn họ đi đến và xem thanh kiếm to này trông thật lớn đến kỳ lạ nếu đại sư huynh đã thích vậy thì hãy mua đi được lúc này có vị hòa thượng kia đã đến và đã phát hiện ra ba người bọn họ hắn ta nhìn bọn họ thầm nghĩ cái đang di chuyển kia là kinh lôi thiền phật tổ phù hộ cuối cùng đệ tử cũng tìm được mua xong thì hai đệ bắt sư huynh là tiêu diễm vác đồ sấp mặt lờ ta nói hai người các đệ không thể đợi ta được sao tiểu quỷ thạch thiên hạo thì đang muốn cười mà cười không nổi hê hey hê hey. vác đi được một hồi thì tiêu diễm mệt sấp mặt lờ nằm xuống thở hồng hộc hai khứa sư đệ còn đến cà khịa đại sư huynh huynh nói thử xem có phải huynh cùng thứ này không có duyên không cần gì phải cùng một thứ to lớn công kênh có duyên chứ cái này không phải là đang tự mình làm khổ à đại sư huynh có phải kiếp trước huynh làm việc gian ác phải không ta cũng không nghĩ rằng sẽ như thế này đâu cái thứ này còn có khả năng áp chế vận chuyển pháp lực của ta nữa chợt tên hòa thượng kia đột nhiên xuất hiện trước mặt thạch thiên hạo hắn ta hỏi ba người bọn họ kinh lôi thiền của tuệ khổ tại sao lại ở bên người các ngươi tuệ khổ đang ở đâu giá lợi đang ở đâu tiêu diễm bật dậy cùng hai sư đệ đối mặt với hắn ta Thạch Thiên Hạo nhìn ông ta liền suy nghĩ, cái người này có một tu vi sâu không lường được, sư phụ không có ở đây, không khéo sẽ bị thê thảm. Thạch Thiên Hạo nhanh trí đáp, là của một vị đại sư đưa cho sư phụ chúng tôi, sau đó sư phụ đưa lại cho chúng tôi. Cái đứa bé này không ngờ tu vi đã là luyện khí tầng 10. Thật sự là không thể nhìn tướng mạo mà đánh giá. Lão hòa thượng đó hỏi bọn họ, không biết tôn sư là vị cao nhân phương nào, không biết đại sư có gì chỉ bảo, sư phụ không nói cho bọn ta biết. À, cũng không có gì, Ta chỉ hỏi thăm tuông tích của kinh lôi thiện mà thôi, ngươi đang giữ nó phải không? Đó là pháp khí Phật môn của ta." Tiêu Diễm đứng ra nói với ông ta, "Pháp khí này là ân sư ban cho, không được ân sư cho phép, vãn bối không dám dễ dàng giao cho người khác." "Ngươi nói cái gì hả?" Lúc này sắc mặt lão hòa thượng có vẻ biến đổi, lộ ra ánh mắt đầy sắc lạnh khiến cho Chu Dịch lo sợ mà đến nắm lấy Tiêu Diễm. "Sư huynh." Xong ông ta hỏi tiếp, "Được rồi, vị hòa thượng đã tặng các ngươi kinh lôi thiện, các ngươi có biết ông ta đang ở đâu không?" Thạch Thiên Hạo liền đáp ông ta, "Không biết." nửa năm trước bọn ta có gặp ông ấy ở gần thành Thiên Nguyên Vương Triều Đại Châu. Nếu đại sư muốn tìm người không phiền thì có thể đi đến Thiên Nguyên một chuyến. Ra là như vậy, cảm tạ ba vị tiểu thí chủ. Nam mô A Di Đà Phật. Chớp mắt một cái lão hòa thượng đã biến mất. Tên hòa thượng này thùng rồng kêu to à, chưa gì đã đi rồi. Rất có thể hắn ta sẽ sớm trở lại, chúng ta phải nhanh chóng hội họp lại với sư phụ thôi. Ừ, đúng vậy. Tên hòa thượng đó không bỏ đi mà lại âm thầm quan sát ba huynh đệ bọn họ từ phía sau. Thả một dây dài, như lại câu về một con cá lớn không lâu sau ba người họ đã ra khỏi thành sở châu có một thanh niên ngoài này đi vào đã để ý bọn họ thiên thiếu gia ban nãy tại hạ vừa nhìn thấy một đứa bé đứa nhỏ thì làm sao chứ đứa bé đó trông gần giống như đúc bảy tám phần với thạch từ lãng e rằng đó là con của hắn ngươi thấy rõ không mắt nhìn người của lão nô rất chuẩn không ngờ đứa trẻ đó vẫn còn sống lại còn lớn như thế đi tìm thêm hai người nữa theo dõi cho ta tìm được nơi bọn hắn dừng chân thì trở về báo cáo vâng chuyển cảnh về phía lâm phong thì anh ta vẫn đang bên trong không gian của viên hoàng tuyền châu này nguồn linh khí trong viên hoàng tuyền châu này thật dồi dào hình như có cả trì và thủy ngân tiếp xúc một thời gian dài pháp lực của ta dần dần có xu hướng mất khống chế lão quỷ này mượn sức mạnh của hoàng tuyền châu thế mà có thể ngăn cản được sự luyện hóa của phật quang lâm phong liền mở hệ thống ra cha xem phải tìm ra biện pháp mới được bách quỷ dạ hành chi thuật vạn quỷ tông sao dường như là thời kỳ phong quang vô hạn của ma đạo tông môn 100 năm trước không lâu sau đã bị thục sơn kiếm tông tiêu diệt toàn bộ cái chuyện này có thể dùng để làm dao động tinh thần của hắn lâm phong ngồi xuống và hỏi lão ma đầu kia ngươi là người của vạn quỷ tông sao lão ta đáp không nghĩ ra lại có kẻ còn nhớ đến vạn tông môn của bọn ta không sai lão phu chính là đại trưởng lão tư không nam ta có một người bạn thường nhắc đến chuyện này ở sư môn của hắn cũng thường lưu truyền một truyền thuyết về vạn quỷ môn của ngươi bạn của ngươi xuất thân từ ma đạo tông môn sao không bạn của ta là lưu dương hắn là đồ đệ của thục sơn kiếm tông ở môn phái của hắn từng có truyền thuyết về một vị tiền bối đại năng một thân một kiếm chém sạch người ở cổng vạn quỷ tông của các người lão ma đầu sững sờ sao chứ chợt những sợi chỉ của thiên lộng chú ấn biến mất trước mặt của lão ta ngươi cố tình trêu chọc ta sao lão phu sẽ giết chết ngươi lâm pi phong cười rớt nước mắt ha 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 hắn tức giận rồi càng tức hắn càng lộ nhiều sơ hở lão ma đầu chợt phát hiện ra lâm phong đang cố chọc tức mình tên xúc sinh suýt nữa là ta dính bẫy của ngươi rồi ông ta liền tịnh tâm trở lại ngay hừ sao hắn phản ứng lại nhanh vậy bảo vật hoàng tuyền châu này rất có thể liên quan đến suối hoàng tuyền trong truyền thuyết thậm chí có thể là hoàng tuyền chân thủy Huyết Hà Chân là một trong sáu vị chân thủy trong trời đất, xuất thân từ địa phủ U Minh Hoàng Tuyền, tồn tại gần hơn so với địa ngục Huyết Hà. Hoàng Tuyền chân thủy bị linh hồn của vong tình thủy nhân chạm vào sẽ bị mất đi trí nhớ. Pháp lực ảnh hưởng đến Hoàng Tuyền chân thủy và cũng có thể hồi phục lại nguyên vẹn sự tinh khiết nhất. Viên Hoàng Tuyền này trông không giống Hoàng Tuyền chân thủy. Viên châu này chỉ là do Hoàng Tuyền chân thủy tế luyện mà thành, với cả mấy phần kỳ diệu của Hoàng Tuyền chân thủy. Lửa nước không dung, muốn khắc chế Hoàng Tuyền chân thủy phải cung cấp bậc với thất đại chân hỏa khác so với nó vừa hay ở đây không có hoàng Tuyền chân thủy chân chính, nói không chừng có thể dùng bất động minh vương nộ hỏa thử xem sao. Mặc dù cảnh giới tu luyện của ta vẫn chưa đạt đến minh vương nộ hỏa, nhưng nói không chừng là có thể được. Lâm Phong triệu gọi ra bốn vị la hán và sử dụng bất động minh vương. Dùng pháp lực bất động minh quyết có thể sẽ khiến bọn họ khai thông. Không lâu sau, ba trong bốn vị la hán đã thành công hợp thành với bất động minh vương nộ hỏa. Thành rồi, tu luyện bất động minh vương quyết lại ra tận ba. Lâm Phong nhìn lão ma đầu cười đê tiện, "Hê hey hê, hey, lão quỷ, ngươi chết chắc rồi." Lâm Phong liền đọc thần chú và triệu hoán ra 24 chư thiên la hán. Các vị la hán bắt đầu xếp chồng lên nhau đầy khí thế. Lão ma đầu toát hết mồ hôi hột lo lắng. Tên xúc sinh, ngươi muốn làm gì hả? Đức Phật từ bi cũng hóa giải phẫn nộ, nộ hỏa vô hạn, diệt trừ vạn quỷ, thiêu đốt vạn vật. Lâm Phong hét lên, các vị chư thiên la hán lập tức nghe lệnh, hỏa khí phần thiên bắt đầu trấn áp lão ta. Toàn sát Phật Đà, bất động Minh Vương, toàn bộ chư thiên la hán hợp thể thành một ông Phật to lớn sừng sững. Minh Vương, ngươi đã tu thành bất động Minh Vương nộ hỏa, minh vương trưởng hỏa khí phần thiên lao thẳng về phía lão ma đầu đốt cháy ông ta khiến ông ta đau đớn cái tên xúc sinh nhà ngươi lão phu có chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng lão ma đầu gào thét trong vô vọng với hỏa khí đang thiêu dụi cơ thể mình lúc này lâm phong nghe thấy những âm thanh lạ âm thanh gì vậy chứ mặt nước hoàng tuyền tĩnh lặng chật bùng nổ dữ dội thôi xong bên trong viên châu này có hoàng tuyền chân thủy thật lão bất tử kia lại còn dẫn nó ra hoàng tuyền chân thủy cuộn trào chảy mảnh liệt bên trong khiến cho lâm phong phải nhảy lên lão ma đầu cười đắt ý lâm phong nhìn ông ta cay cú muốn cùng ta đồng quy vu tận sao nằm mơ đi nhưng ta chỉ có thế dẫn bất động minh vương chân hỏa thành một ngọn lửa nhỏ làm sao có thể chống cự lại nhiều hoàng tuyền chân thủy như vậy đáng ghét Trật lâm phong nhìn xuống bên dưới phát hiện ra thần hồn của uông lâm cũng đang ở đó bên kia là thần hồn của uông lâm lâm phong liền nhảy về phía đó đồ nhi ngoan con đến đúng lúc lắm lâm phong nhảy lên thần hồn của uông lâm và bám vào một chiếc cột đen lớn chợt hệ thống kích phát vầng hào quang trên tay lâm phong cảm giác này là đang ngộ ra bí tịch hoàng tuyền niết bàn quyết sao đây chính là bảo vật đạo pháp tu luyện hoàng tuyên châu sao thì ra là vậy chờ sau khi uông lâm tỉnh lại sẽ thông qua hoàng tuyền yến nếp bàn quyết để tu luyện pháp bảo này he he lần đầu tiên ta nắm chắc đạo pháp làm một người sự phụ thế này chờ nó tỉnh lại ta sẽ từ từ truyền thụ lại cho nó lão ma đầu thấy thế tức giận không thôi chết tiệt dám lừa lão phu để lấy bảo vật hoàng tuyền châu tu luyện mặc dù lão phu không có cách nào thoát khỏi nơi này ra ngoài mặc dù lão phu chưa chết nhưng là sống không bằng chết nhưng cũng là trong họa có phúc chẳng những không cần sợ hãi cái hoàng tuyền chân thủy này trái lại ta còn có thể dễ dàng điều khiển nó hai tên súc sinh lần này các người chết chắc rồi chuyển cảnh về phía ba huynh đệ của tiêu diễm thì bọn họ đang đi trong khu rừng thì nghe có tiếng xào sạt thạch thiên hạo nhạy bén liền phát hiện ra ngay hai vị sư huynh có người theo dõi chúng ta chu dịch nói ta dùng pháp lực xem thử rồi bọn họ tu vi chỉ là luyện khí cảnh không phải vị đại sư kia thạch thiên hạo thắc mắc vừa rồi lúc chúng ta ra khỏi thành sở châu có đi qua một đám người trong đó có một người cứ nhìn chằm chằm vào đệ có khi nào bọn hắn chung một nhóm không tìm một chỗ ở phía trước tiêu diệt bọn hắn được bàn bạc xong xuôi thì ba người bọn họ lập tức chạy nhanh về phía trước để bọn chúng mất dấu không hay rồi mau đuổi theo bọn chúng hai tên này liền đuổi theo thiên thiếu gia tại sao chúng ta chúng ta phải đi theo ba tên ất ở này đúng là lãng phí thời gian mà suỵt thiếu gia nói thế nào chúng ta làm như vậy bớt nói nhảm đi sao dấu chân lại đột nhiên biến mất rồi không hay rồi đang ngưng ngác thì tiêu diễm vác chiếc hộp đựng thanh đại kiếm của mình gõ xuống một cái rầm cũng may hai tên này né được hư tiểu tử này tiêu tiêu rồi lúc kịp nhận ra thì thạch thiên hạo từ đâu vác cây cốt cổng xuất hiện và bổ xuống khiến hắn ta nằm sấp mặt lờ chu dịch nhanh như chớp đã kiếm kề cổ tên còn lại ngay đừng có lộn xộn bọn ta đã chừa cho người một con đường sống nhưng còn phải xem biểu hiện của các ngươi thạch thiên hạo lúc này đi đến hỏi hắn ta được rồi các người nói xem tại sao lại theo dõi bọn ta hắn ta trả lời ta là tu sĩ của vu gia các ngươi nên thức thời mà để bọn ta đi nếu không các người sẽ nếm mùi đau khổ chu dịch liền hỏi tiêu diễm ta nghe sư phụ nói chính là nhà ngoại của thạch thiên hạo đúng không không sai vậy thì trực tiếp giết vậy được a à, không chu dịch liền giết chết tên ngày ngay bọn hắn có nhận ra tiểu sư đệ à chắc là có nhưng chắc là bọn họ còn chưa xác định được nên mới phái hai người kia tới theo dõi là để liên lụy các huynh liên lụy gì chứ nếu nói liên lụy thì ta làm liên lụy các người mới đúng kiếm này năng quá nếu còn mang theo sợ là sẽ bị người của vu ra đuổi kịp hay là ta vứt đi vậy như vậy thì tiếc quá chúng ta thay nhau cầm rất nhanh có thể về rồi chờ một lát để ta viết một bức thư cho sư phụ chuyển cảnh về phía tên thiên thiếu gia kia thì hắn đang thắc mắc phái hai người đi nhưng lại không có tin gì chẳng lẽ đã bị phát hiện rồi sao hắn ta nói với người ngồi trên kiệu nhạc lão xin ngài hãy xuất thủ lần này đi chuyện này đối với gia tộc rất quan trọng ông ta đáp ta chỉ bảo vệ an toàn cho ngươi còn những chuyện khác ta mặc kệ thiên thiếu gia cay cú sao có thể phái lão quái vật này tới đây cơ chứ đúng là xui xẻo tiếp tục đi theo dấu chân phía bên này thì đang tới lực của thạch thiên hạo vác kiếm cậu bé kéo theo thanh kiếm mà hai tay run run kiếm này không chỉ nặng mà còn khiến ta cảm thấy pháp lực bị ngưng trệ đây chính là điểm kỳ lạ của thanh kiếm này cho nên ta muốn đem về cho sư phụ xem thử vậy chúng ta bây giờ đi tìm sư phụ đi nhưng bây giờ sau lưng chúng ta còn có truy binh đại sư huynh chợt bọn họ nghe thấy giọng nói từ phía sau dịch thứ ra vậy mà bái người khác làm thầy thật không tốt thì ra là tên trưởng lão bên phía hầu ra phái đi ông ta nói với chu dịch dịch thiếu gia mặc dù không phải là con trưởng của hầu gia không thể học đại thần thông của hầu gia nhưng hầu gia sẽ sắp xếp một sư phụ phù hợp cho người hãy cùng lão nô trở về đi chu dịch đáp ta hiểu tâm ý của ngài dịch thiếu gia bình thường coi trọng nhất là chữ hiếu bây giờ lại bị người dẫn theo con đường tà đạo có thể thấy sư phụ của ngươi là một tên gian tà tên đó phải hủy bỏ tu vi đẩy xuống hố phân rồi đem cho dân chúng xem vậy mới có thể làm mọi người tỉnh ra với lại hầu gia đã phân phối lão nô nếu như tìm được dịch thiếu gia phải an toàn đưa về phủ mệnh lệnh của hầu gia lão nô nhất định phải hoàn thành đám nô ra đi theo liền bao vây ba sư huynh đệ bọn họ về phía của lâm phong thì anh ta đã sắp lĩnh ngộ xong hoàng tuyền niết bản quyết rồi như lão ma đầu lúc này lại đang điều khiển dòng hoàng tuyền kia lao về phía anh ta tiểu bối nỗi nhục mà trước đây ngươi gây ra cho lão phu bây giờ ta phải trả ngươi gấp trăm lần lâm phong vẫn đang trong trạng thái lĩnh ngộ lão già chết tiệt lại đến phá rồi đúng lúc ta đang lĩnh hội hoàng tuyền niết bản anh ta liền ném ra hai mươi xá lợi tử khởi động để lão phu xem xem ngươi chịu được bao uống đi Đừng hòng phá hỏng chuyện của ta." Lâm Phong liền vào không gian thần thức của chiếc nhẫn và gọi thôn thôn. "Hả, không ngờ lại lại muốn cho ta uống Hoàng Tuyển Chân Thủy thật sao? Không làm không làm." Lâm Phong liền nói, "Được rồi, nhưng ta phải nói rõ với ngươi, nếu không ăn cái này thì ngươi sẽ phải nhịn đói." Thôn thôn lúc này cảm thấy vô cùng tủi thân, nhưng mà, nhưng mà, chẳng lẽ? Lâm Phong kinh ngạc, "Ngươi đã từng uống Hoàng Tuyển Chân Thủy rồi sao?" "Uống rồi, mùi vị ngon lắm. Cơ mà uống xong thì não quay mòng mòng, rồi sau đó thì không nhớ nổi những chuyện trước kia nữa." sợ gì chứ đồ ăn ngọn mới là quan trọng mặc kệ ăn no đã rồi nói hơn nửa năm nay ta đã đói gần chết rồi vậy thì nhờ cả vào ngươi rồi thôn thôn thao thiết đúng là không hổ với cái danh hung thú đến hoàng tuyền chân thủy bá đạo như vậy mà còn không sợ uống vào cũng chỉ mà mất đi một chút trí nhớ thôi mà tên này đúng là không có lòng tốt gì lâm phong liền đưa chiếc nhẫn ra trước mặt và sử dụng thần thông thiên long chú ấn giải. dòng sông hoàng tuyền kia lúc này liên tục bị thao thiết trong chiếc nhẫn hút vào lão ma đầu cay cú tiểu xúc sinh lâm phong nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận Hoàng Tuyền Chân Thủy, liên kết với ta đi. Không lâu sau, Lâm Phong mở mắt ra, trước mặt là một nơi kỳ lạ huyền ảo. Đây là, đây chính là kiếp trước của ta, kiếp trước trước nữa của ta và vô số kiếp luân hồi trước. Hoàng Tuyền Luân Hồi, Niết Bàn Trùng Sinh. Hoàng Tuyền Luân Hồi, vạn vật ở đây đều dần mục nát rồi biến mất, sau đó lại xuất hiện. Lão Ma Đầu nhìn Lâm Phong thầm nhủ, hắn vừa cười sao? Sau xuôi thì Lâm Phong thu 24 viên xá lợi từ kia lại sau đó lâm phong có thể điều khiển dòng hoàng tuyền chân thủy này chỉ với một ánh mắt một cái đưa tay là có thể khiến cho dòng hoàng tuyền này tùy ý đưa mình đi lão ma đầu kia sững sờ sao có thể sao có thể à ông xuống đó cho ta lâm phong đưa tay xuống bên dưới dòng hoàng tuyền trực tiếp hất văng ông ta lên và nhấn chìm vào dòng nước lão phu đã hòa thành chung một thể với hoàng tuyền châu trừ khi ngươi hủy hoàng tuyền châu bằng không thì không giết nổi lão phu đâu là ai nói với ông chỉ có phá hủy hoàng tuyền châu mới có thể giết được ông chứ Nói xong dòng nước lúc này bỗng hóa thành những luồng năng lượng màu đen bao vây lấy ông ta. "Ngươi làm gì vậy hả? Nước này sao lại?" Lâm Phong nói tiếp, "Ông có biết Hoàng Tuyền Niết Bàn có một ải pháp thuật diễn sinh tên là U Minh Thao Ngẫu không? Chính là dùng Hoàng Tuyền chân thủy biến con người thành con rối. Con rối đó không chỉ giữ lại được ký ức kiếp trước mà còn tự có ý thức." U Minh Thao Ngẫu, nói đơn giản chính là ông cũng giống như lúc chưa biến thành con rối thôi, nhưng trừ một điểm, đó là ông phải phục tùng mọi mệnh lệnh của ta vô điều kiện." Không. Hoàng Tuyền chân thủy đã nhấn chìm ông ta xuống bên dưới cuối cùng cũng tiễn lão già này đi lúc này uông lâm cũng đã tỉnh lại lâm phong vui mừng ô đồ đệ của ta tỉnh rồi sao uông lâm vẫn còn mơ mơ màng màng ta ở đâu ta là ai không lâu sau trong hoàng tuyền châu thì uông lâm đã mở tỉnh táo trở lại vẫn còn nghe thấy tiếng của lão ma đầu đang thoang thoảng bên tai đây là tiếng của lão quỷ à sao ông ta lại uông lâm chợt thấy lâm phong xuất hiện như một vị thần trước mặt mình ta nhớ rồi là vị tiên trưởng này đã cứu ta Diệp Phong đưa tay ra nhẹ nhàng nhấc bổng Uông Lâm ra và phá vỡ lớp màn chắn của cậu ta để cậu ta đáp xuống. Tiểu tử đã vô lễ, phụ lại ý tốt của tiên trưởng, bây giờ còn được tiên trưởng cứu giúp, tiểu tử thực sự cảm thấy hổ thẹn không thôi. Gì, ngươi không sao là được, chỉ là chuyện nhỏ, với bản tọa chỉ là chuyện nhấc cái tay lên thôi. Ngươi biết là tốt. Lúc này Lâm Phong liền hỏi Uông Lâm, giờ ngươi có muốn bái bản tọa làm sư không? Uông Lâm lập tức quỳ xuống bái sư, mong tiên trưởng khâu chê đã ra tay cứu giúp, tiểu tử nguyện bái làm môn hạ của tiên trưởng và nghe theo người sai bảo, mong tiên trưởng thu nhận đệ tử. Lâm Phong thích thú thầm nhủ, cuối cùng, cuối cùng. Đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đợi đến ngày hôm nay rồi, nằm mơ lâu như vậy cuối cùng mơ cũng thành hiện thực. Hệ thống tổ sư ra liền hiện lên chúc mừng. Túc chủ đã thu nhận được đệ tử thân truyền thứ tư, Uông Lâm. Túc chủ nhận được giải thưởng và có cơ hội rút thưởng một lần. Nhận được 500 điểm để đổi. Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chính đầu tiên. Giải thưởng đặc biệt của nhiệm vụ chính đã được phát. Thật muốn xem ngay là thưởng cái gì, nhưng mà ai bảo ta là một sư phụ tốt cơ chứ? Lâm Phong lúc này nói miếng hoàng tuyền châu này là cơ duyên của ngươi ngươi tự cất kỹ đi có lẽ chính là sự huyền bí của việc lĩnh hội cuộc sống đó uông lâm hai mắt sáng rỡ gọi sư phụ lâm phong nói tiếp sau này vi sư sẽ truyền thụ hết những gì mình học được cho ngươi ngươi còn có ba vị sư đệ sau này có thể đi bao xa trên con đường tu luyện thì còn phải trông vào nỗ lực của bản thân ngươi cảm ơn sư phụ đã nghiêm khắc đốc thúc đệ tử đệ tử nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư phụ ừm trẻ nhỏ dễ dạy ngươi có quyết tâm như vậy là tốt tiếp theo đợi đã xém chút thì quên phương án dạy dỗ uông lâm hệ thống hiện lên thông tin chi tiết tên uông lâm tuổi 15 tuổi lẽ 6 tháng tu vi trước đây dẫn khí nhập thể rồi luyện một tầng khí thuộc tính năng lực căn cốt 5. tính giác ngộ 10. ý chí 10. phúc duyên 8. đề xuất phương án dạy dỗ kiến nghị tu luyện đạo pháp hệ thủy hoặc đạo pháp ma môn về phương diện thần thông thì kiến nghị lấy pháp thuật làm phương hướng chủ yếu chú ý căn cốt bẩm sinh đã kém thời kỳ đầu tu luyện độ khó lớn nhưng nâng cao cảnh giới không dễ bị cản trở tiến trình tu lờ luyện chậm trước nhanh sau lâm phong thầm nghĩ đạo pháp hệ thủy để uông lâm tu luyện hoàng tuyền niết bàn quyết đi có được sự phổ trợ của hoàng tuyền châu còn có thể giúp tiểu từ mau chóng bước qua hoàn cảnh khó của thời kỳ trước song lâm phong nói với uông lâm ngươi và ta rời khỏi viên châu này trước ra tới bên ngoài vi sư sẽ chuyển cho ngươi hoàng tuyền niết bàn quyết học được hoàng tuyền niết bàn quyết xong ngươi có thể tự luyện chế hoàng tuyền châu từ nay về sau ở trong hoàng tuyền châu ngươi chính là người chi phối tuyệt đối cảm ơn sư phụ sư phụ đại ân đồ nhi suốt đời không quên sau xuôi hai người ra ngoài để lâm phong truyền thụ hoàng tuyền chân thủy cho uông lâm lần này thu hoạch được không nhỏ không chỉ nhận được một đồ đệ chân mệnh thiên tử lại còn tu luyện thành công hoàng tuyền niết bản quyết nắm giữ được pháp thuật u minh thao ngẫu biến một lão ma đầu thành con rối u minh thao ngẫu tuy là tốt nhưng lại có khuyết điểm chỉ có thể hủy đi xác thịt của đối phương đem thần trí biến thành con rối nhưng luyện chế một con rối đồng nghĩa với một người chết tu vi kiếp trước cố định không thể tiếp tục nâng cao ngoài ra trong tình huống người thi triển pháp thuật có khoảng cách tu vi quá xa so với đối phương cũng không thể luyện chế được ngược lại còn làm phản phệ ừm coi bộ hạn chế của pháp thuật này cũng khá lớn đấy Bỏ đi, chuyện đâu khác có đó, vẫn là nên xem giải thưởng đặc biệt là gì đã. Hệ thống hiển thị lên một chiếc dương vật phẩm. Không hổ là giải thưởng đặc biệt, có vẻ cao cấp hơn giải thưởng thần bí của hệ thống nhiều. Lâm Phong đưa tay ấn vào mở dương thì ngạc nhiên, thứ, thứ này, ầy. Bên trong chiếc dương đó có một chiến thần ma ngẫu, chỉ cần có thể cung cấp đủ nguồn năng lượng tiêu hao, chiến thần ma ngẫu không sợ sinh tử sẽ có thể nổ ra lực chiến đấu khủng khiếp. Tiêu hao đủ năng lượng, thân hồn của lão quỷ đó không phải là nguyên liệu tốt sao? Lâm Phong bắt đầu suy ngẫm tuy tư không nam bị trọng thương khiến tu vi giảm nhưng thực lực ngày xưa vô cùng cao cường mà chất lượng thần hồn đó cũng rất cao chỉ cần đem lão quỷ đó vào cho chiến thần ma ngẫu mang theo rồi hiến tế thần hồn của lão ta là có thể khởi động chiến thần ma ngẫu rồi uông lâm lúc này đã luyện hóa xong hoàng tuyền châu và dần dần mở mắt ra sư phụ xong đã luyện xong hoàng tuyền châu rồi lâm phong vẫn còn đang khoái trí với vật phẩm mà hệ thống ban cho hê hey hê hey, chiến đấu ma ngẫu tài nguyên thần hồn hệ thống đối xử với ta thật đáng yêu uông lâm gọi tiếp à sư phụ hi không hổ là đồ nhi ngoan của ta nhanh như vậy đã học được hoàng tuyền niết bàn quyết rồi lúc nãy chỉ là vị sư thấy vô vị nên tự nói chuyện một mình thôi chật uông lâm chỉ tay vào người lâm phong nói sư phụ hình như trong người sư phụ có thứ gì cứ nhấp nháy liên tục ấy lâm phong giật mình tinh thạch truyền âm sao chẳng lẽ ba đứa nhỏ xảy ra chuyện rồi xong vội lấy tinh thạch truyền âm ra bóp nát thì có giọng nói của tiêu diễm sư phụ lúc chúng ta ra ngoài du ngoạn gặp phải người của vu gia chắc họ đã nhận ra tiểu sư đệ rồi chúng con sẽ cố gắng đuổi họ đi bây giờ đang trên đường về hoành nhạc sơn lâm phong nghe xong liền đứng dậy chúng ta đi đi cứu sư huynh đệ con vâng sư phụ chuyển cảnh về phía ba huynh đệ kia thì bọn họ đang bị bao vây bởi đám người của huyền cơ hầu bao vây chúng chu dịch nói với hai huynh đệ bây giờ xem ra là ta liên lụy tới các huynh ngươi nói thế không dễ nghe chút nào sư huynh đệ thì phải kề vai tác chiến chứ chợt tên quản gia của huyền cơ hầu tỏ vẻ ngạc nhiên nói ồ tàn dư của phật môn cũng tới hả thì ra là tên hòa thượng lúc trước hắn ta đi đến và nói bần tăng là huệ không của đại lôi âm tự đào nhị tiên sinh khách sáo rồi rõ biết ta ở đây mà ngươi còn dám hệ thân bần tăng muốn đuổi theo sư môn trưởng bối xá lợi cho dù phía trước là núi đao biển lửa địa ngục trùng trùng cũng vẫn như cũ tuyệt đối không sợ hãi nếu đã vậy thì ngươi nên sớm vào kiếp luân hồi để theo đuổi sư môn trưởng bối của ngươi đi quản gia huyền cơ hầu phủ sử dụng long tự kim cang quyền tạo ra một nắm đấm siêu to khổng lồ huệ không ngạc nhiên long tự kim cang quyền ấn sao bí truyền phật môn hộ pháp thần thông của đại lôi âm tự ta sao ngươi lại biết năm xưa hầu gia thống lĩnh đại quân diệt trừ đại lôi âm tự các ngươi đoạt được đạo pháp thần thông của các ngươi coi là chiến lợi phẩm thưởng cho tất cả các tướng sĩ tham chiến lão đây chỉ có được quyền phổ của môn long tượng kim cang quyền ấn này tốn mười mấy năm khổ luyện cuối cùng cũng có được chút tâm đắc các sư tăng của đại lôi âm tự mê hoặc lòng người nguy hại xã tắc theo lý nên tiêu diệt nhưng đạo pháp thần thông vốn đã không tệ nên để người phù hợp hơn học huệ không tức giận chấp hai tay lại thi triển thần thông phật môn tạo ra một con đại bàng to lớn hôm nay ta phải diệt trừ người trước ngày khác sẽ tìm tên ác tặc chu hồng vũ tính sổ con đại bàng đó vẩy cánh một phát tạo ra một luồng gió chấn động kinh sợ đám người này sau đó huệ không sử dụng tiếp tuyệt kỹ đại bàng xí đao bắn ra vô số những thanh kiếm lao về phía đám người huyền cơ hầu tên quản gia kia đứng im dùng tay không bóp nát những thanh kiếm này sau đó là màn so găng giữa quản gia huyền cơ hầu phủ và huệ không đại lôi âm tự không được rồi mình không phải đối thủ của hắn huệ không liền thi triển kỹ năng độn pháp trốn lẹ. hừ không hồ là thần thông độn pháp mạnh nhất của đại lôi âm tự đại bàng thừa phong quyết xem ra hôm nay không giết nổi hắn rồi mới thế đã đi rồi sao xong tên quản gia quay sang nói với chu dịch được rồi dịch thiếu gia đưa lão nô đi tìm tên yêu nhân mê hoặc cậu đi đánh chết hắn lão nô sẽ dễ đưa cậu về thiên kinh để phục mệnh với hầu gia chợt ông ta nghe thấy tiếng động có người đang đi tới chẹp 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 sao hôm nay nhiều khách không mời mà đến thế thiên thiếu chủ của vu gia cùng đoàn người đi đến đào nhị tiên sinh nói lời này là không đúng rồi thật muốn nói đây là địa bàn của hoàng triều đại tần ta các vị từ xa tới mới là khách chứ tên quản gia kia hỏi người ngồi trên kiệu các hạ là sơn nhạc chân nhân của cư linh môn sao Ông ta đứng dậy nói: "Đào Nhị tiên sinh của Huyền Cơ hầu phủ sao? Lão hủ đã khách khí rồi. Không biết Vu công tử tới đây có gì chỉ bảo? Chính là tiểu quỷ đó sao?" "Vâng. Hôm nay ta là vì con tiểu quỷ này mới tới, còn Đào Nhị tiên sinh thì sao?" "Ta tới đây là để tìm dịch thiếu gia về, nhưng mà ta muốn hỏi trước là sư phụ của chúng ở đâu, để ta dễ dàng trừ khử yêu nhân nó." "Ồ, còn cả sư phụ à? Vậy thì đúng là nên trừ khử." "Nhị tiên sinh có biết người đó ở đâu không?" Ba sư huynh đệ này miệng lưỡi kín kẽ, dịch thiếu gia và tên tiểu quỷ đó không động vào được vậy thì cây miệng tên tiểu tử áo đen đó cho hỏi là được không tệ rất hợp ý ta đám nô gia của Vu gia và Huyền Cơ hầu phủ đồng loạt xông lên về phía Tiêu Diễm Tiêu Diễm bắt đầu ngưng tụ hỏa diễm vào hai lòng bàn tay nói ta nói có phải đã ngươi đã chủ tính kỹ quá rồi không hả Hồng Liên Phá thật quá sức tưởng tượng Tiêu Diễm bắn hai tia Hồng Liên Phá về phía hai tên này tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa màn khói tan đi cũng là lúc hai tên đó bị cháy thành cho không còn sót lại gì quản gia Huyền Cơ hầu ra lệnh cho đám thuộc hạ bắt lấy chúng phải bắt sống hỏi rõ lai lịch của chúng bên này thì ba huynh đệ bọn họ cùng đồng lòng đối chiến cùng lên đi được bắt lấy chúng phải bắt sống chu dịch và thạch thiên hạo cùng hợp kích sử dụng lôi pháp cuồng lôi điện nhẫn đánh tan tác bọn thuộc hạ này ngay bắt giặc phải bắt được vua trước ba sư huynh đệ bọn họ cùng nhau xông lên tới đúng lúc lắm tên thiên thiếu gia vu ra kia thừa cơ bọn họ không để ý liền lôi pháp bảo ra và hút lấy ba huynh đệ bọn họ lại không được rồi hắn muốn hút chúng ta vào huyền minh quyết tiêu diễm lập tức lấy pháp khí kinh lôi thiền của mình ra chống đỡ hừ thiên thiếu gia liền thi triển băng pháp huyền minh quyết tỏa khí băng hàn về ba người họ a à, lạnh quá tiêu diễm đang cố gắng chống đỡ dưới tác động của chiêu thức này không ngờ pháp lực lại không hoạt động được liều thôi anh ta đưa tay cầm thanh đại kiếm kia lên nếu như ngươi và ta có duyên thật vậy thì giúp ta sống qua ải khó trước mắt này tiêu diễm vác thanh đại kiếm nhảy lên kích hoạt hỏa khí phần thiên dung nhập vào uy lực kinh khủng bổ thẳng xuống về phía thiên thiếu gia kia chợt từ đầu bay đến một vật gì đó chắn trước mặt tiêu diễm đó chính là một tảng núi lớn chính là sơ nhạc chân nhân sử dụng điêu trùng tiểu kỹ tạo ra tảng núi lớn này tiêu diễm một bổ toàn lực đánh thẳng nào tảng núi đó dư chấn mãnh liệt làm vang hỏa khí tung tóe khắp nơi sơ nhạc chân nhân thở phào tên nhóc giỏi lắm may là thần sơn ta không sao xong ông ta điều khiển tảng núi đó về phía tiêu diễm và nhấn thẳng xuống một cái dầm đè lên người cậu ta thanh kiếm này của ngươi cũng cho ta luôn đi kiếm này đúng là không phải vật tầm thường nhưng không phải thứ xứng với ngươi nói sư phụ ngươi ở đâu hả chu dịch và thạch thiên hạo đã bị đám người của hai bên bắt giữ lại dừng tay đại sư huynh tiêu diễm phần nộ lớn tiếng quát câm hết cho ta lão quỷ đừng vội rồi sẽ có một ngày sư phụ ta sẽ tìm ông tính sổ chém rơi cái đầu chó của ông hắn ta cười đắc ý thế hả kết quả đã định chắc là ta chém đứt đầu tên yêu nhân đó nhưng ngươi lại không được xem một màn đặc sắc đó rồi ha ha loại sự phụ mà đến đồ đệ của mình cũng không bảo vệ được thì chỉ là đồ bỏ đi dịch thứ ra thấy rồi chứ nói không chừng bây giờ yêu nhân đó đang ở gần đây đứng nhìn mà không dám ra tay cứu hắn ngươi nói xem bái loại phế vật đó làm sư có tác dụng gì chứ hả tên thiên thiếu gia kia tiến lên dẫm chân vào người của tiêu diễm khinh bỉ đào nhị tiên sinh nghĩ sai rồi nhìn tiểu tử áo đen này là biết phế vật bái phế vật làm sư đúng là hợp nhau mà tiêu diễm quát đừng gọi ta là phế vật ta cứ gọi đấy ngươi làm gì được ta chợt có một giọng nói từ xa cất lên không ra sao hết chỉ là giữ lại cái mạng diệp phong cùng đệ tử thứ tư của mình là uông lâm cùng đi đến tiêu diễm chỉ kịp thốt lên hai chữ sư phụ rồi liền bị ngất đi Lâm Phong phẫn nộ ánh mắt sắt lạnh nhìn đám người này và nói: "Các ngươi, lên đây nhận chết đi. Đến đây là đã kết thúc bộ chuyện này rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết video, nếu thấy hay xin hãy ủng hộ cho Ad một like, một lượt đăng ký kênh và bình luận bên dưới để nhận những thông báo mới nhất về lịch đăng video nhé."